Hello, xin chào tất cả anh em yêu thích chim cảnh. Hôm nay mình ghé nhà ông anh của mình đi thăm ổ chim chích chè lửa bông đã nở ra được con rồi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đây là cái trại chim nuôi chim cu sinh sản với chích chè than lửa sinh sản đây. Đây là hai con chim con. À, bố mẹ ở đâu anh? Đâu nó đâu anh? À, con trống á, con trống bông bay bên kia hả? À, đây con trống bông rất là nhiều. Thì đợt trước có ổ có 5 trứng mà nở được có 2 con. Ý nở mấy con? Bữa nãy nó nở mấy con? 3 con hả? 3 con chứ con còn 2 con. Thầy bố con trống bông rất là nhiều luôn. Hôm bữa có chim mà đẻ trứng á, mình không có thời gian mình đi quay. Bữa nay mình mới có dịp mình đi quay. À, cái cây hả? Cây sắt mà sợ gãy. Điên con, hai con đây. Hồi nãy nó bay ra tiết bên kia luôn à. Chợ này nó biết bay rồi. Đây chim con của chim bố mẹ có bông đây. Bây giờ nó bay ra luôn ngồi kia luôn kìa. Nó bay ra luôn ngồi kia. Trời ơi, nó bay nó quảng bay tùm lum tùm la luôn. Sao bay dữ vậy? Cái cua Thái này nó bay tùm lum la luôn. Bữa nay có cặp cua Thái nào để bán không? Dạ? Mấy cái này thôi hả? À? Bán mấy cái này thôi hả? À? À, mấy cái kia là ít bông. Có một con này bông nhiều thôi hả? À, con này bị ướt hay bị gì vậy? À, có con lẻ thôi. Còn hai con trắng kia, một lẻ luôn à? Hết cặp rồi. Mấy con kia là mấy bố mẹ đẻ hả? Nguyên một bầy nó đẻ bay tự do luôn anh em. Chim bay thả bay lung tung luôn. Ủa, con máy lửa nó bay đi đâu? Thì mới nghe. Anh em chờ tí mình đi quay con máy bông như con máy là bông ít bông ở trên cổ anh em. Vậy mình zoom lại. Con máy một ít bông trên cái cổ. Đó. Con trống thì bông nhiều. Con trống bên kia nó đang kêu tập tập bên kia kìa. Đó bông. Từ đầu tới cánh luôn, bông lốm đốm rất là nhiều. Nhưng mình không có lại gần được anh em, mình zoom lại nên nó không được rõ nha. Đi lại gần là nó bay. Mình thả nguyên cái chuồng lớn đi nha. Cho nó bay cho thoải mái anh em. Mình nhớ được trước anh thả vô cái chuồng nó nhỏ mà. Anh gỡ ra hết rồi. À, thả bay tự do luôn à. Ủa, cái ổ bữa anh nuôi mà đẻ nó nằm đâu vậy? Giờ có trứng rồi nữa, coi thử. Đấy hả? Qua vô. À, cái ổ này hả? Đây, hôm bữa trước là đẻ trong ổ này anh em. Bằng bằng cái bình nhựa nè, bình nước nhựa quét cái lỗ nó làm tự làm ổ trong này. Không biết có trứng con này, để quay thử có trứng con này không, để đứng lên nhìn mới thấy được. Đứng lên gãy cây sắt nó bắt đền đó. Có một trứng anh không, để quay thử thấy không chứ. Có một trứng à. Trời, nó nằm trong cái thế mà để quay không được luôn, chắc lực một trứng đó. Đó một trứng nha, một trứng à. Đó, nó mới đẻ lại rồi. Đẻ một trứng. Còn cái này, cái ổ này là ổ gì? Dạ. À, đẻ ra cái bỏ con ra đây là nó nuôi hả? À, trong cái lon kia nó chật quá. Hay quá, cái lon xíu trên kia mà nó nhảy vô nó đẻ được luôn. Đây con mẹ đây. Con máy mẹ đây.
Con máy này đuôi chắc tầm 12 quá. Hồi xưa là 14, gốc 14, à. 19 lận. Gốc 14 hả? Chắc nó thay lông mấy lần rồi. Nó ngắn rồi. Cha nó 19. Cha nó hót quá trời, đứa kia hót quá trời luôn kìa. Đó. Con cha đó anh em. Đó, bông ở trước ngực đó. Hồi nãy mình quay sau lưng, giờ này bông mình quay trước ngực cho anh em xem. Đó, chim con. Có hai con chim con ai thích gã luôn nha. Hai con chim con chích cho lửa. Anh em thích alo mình nha. Cái cặp của cườm liên cườm bữa đẻ lại chưa anh? Dạ. Này à. Bên kia là con của Pháp. Này là con của con liên cườm đây. À, anh bắt ra anh đút cho nó ăn á. Chứ giờ chắc đang để lại quá. Thì lại quay được không? Được. Lại quay cho anh em xem bố mẹ liên cườm đang đang đẻ lại. Quay tứ lung tung luôn. Chùm màu bông ở đâu? Ở trong cái chuồng của con liên cườm á hả? Ủa? Nhốt chung trong đó luôn hả? Để trong đó cho đẻ luôn hả? Lại gần đâu được đâu mà lại nhảy tí lung tung mà. Đây là cặp cu gáy liên cườm anh em. Con này đẻ chắc bữa vậy chắc 4 lứa rồi phải không? 5 lứa rồi. Ghê chưa? Đó đợt trước bán anh em giá rẻ mà anh em không mua để nuôi đẻ luôn. Bữa nay đẻ ra quá trời được 5 lứa luôn. Mà lứa nào chim con ra là có khách đặt mua hết. Đợt trước em lấy về 2 cặp thì cũng gả luôn cho anh em luôn. Lâu quá rồi không biết khách nuôi lên có ra cườm hay không em cũng không biết nữa. Lâu quá rồi khách cũng không alo lại mình cũng không biết luôn. Bố mẹ là liên cườm nha. Cặp bố mẹ này thì ông anh mình nuôi chứ không có bán. Bữa trước giờ anh em hỏi nhiều mua mà anh không có bán. Là nuôi nuôi hoài luôn không? Ồ, hai con này nhảy dữ vậy. Dạ. Để đẻ luôn hả? Không bán hả? Bán cho 2 triệu. Dạ. 2 triệu. Con đây là hai hậu lưỡi nhãn cườm đỏ. Con đây con hoa. Vân hoa. Chứ bông kia cặp nó 2 triệu à, 2 triệu bán hả? Rồi có khách hỏi mua bán luôn à. Ok, mua bán luôn. Cặp rất là đẹp luôn. Gần đẻ phải không? Đẻ rồi, gần đẻ rồi. Và đẻ một lứa rồi hả? Đẻ rồi. Chuẩn bị đẻ lại hả? Rồi giờ khách vô nhé. À, chắc em lạ. Rồi cặp cặp nào bán luôn để em quay luôn giới thiệu luôn anh em nào thích gã luôn. Đâu cặp nào bán chỉ luôn. Mấy con kia là thả tự do cho đẻ hả? À, mấy cặp ở trên kia bông rất là đẹp luôn. Con này là. Dạ. Hồi xưa giờ đi cà phê bây giờ thay lông này, bông tư đầu tới cổ luôn á. Bông tư đầu tới cổ luôn á. Mấy lửa luôn á. Bây giờ đang thay lông hết rồi. Ừ, thay lông. Chưa ra lại. Con cu Hà Lan còn con đó đó hả? Còn được có 3 con rồi. Mới trên con nữa rồi. Hết đẻ luôn. Cái này quay cho người ta coi nó tự hấp tự. Mấy này hồ quá. Không có làm clip quay chim cho anh em xem. Mấy này bớt bớt lại. Tự đẻ thiên nhiên đó. Đó, tự đẻ luôn, tự nhiên bay đi. Trong nguyên cái chuồng lớn. Cái tổ gắn khắp cái chuồng AV luôn. Cặp nào thích chọn, ổ nào chọn. Đang ấp trứng. Đây là cu Thái. Cu Thái là... Này là văn rồng á hả? À, hai gì? Xám. Xám hả? Được. Thấy mỗi cái đầu nó không ạ? Rồi hôm nay là chủ yếu mình đi quay cái cặp chà lửa này cho anh em xem đây. Lửa con hôm bữa nó nhỏ nhỏ. Mình không có thời gian mà đi quay. Bữa nay nó lớn, nó đang... Nó biết bay rồi nè, em bay qua tít bên kia nè. Nó bay xong, có tí nó bay lại bên này.
anh em nào thích gáo luôn nha. Này về chỉ nhốt chuồng mấy bữa chắc nó mới quen, chứ về nhà mà thả chắc nó bay liền luôn quá. Đó giờ là quá giờ, bởi vì anh lên ngày nào anh chơi nó mà. À anh đụng nó quen rồi không? Này là hay xui nha anh em. Chim mấy bữa mà nuôi lên nó có bông nhiều hay bông ít là mình không có biết được đâu nha. Chim này là nuôi ghép đẻ ra. Bố mẹ, bố thì bông nhiều, mẹ thì bông ít. Bố thì đuôi lúc trước 19, mẹ thì lúc trước 14, bây giờ nó còn mẹ đuôi còn có 12 à. Do thải lông mình nuôi ở nhà nó không có đủ chất á, nên đuôi nó ra nó ngắn. Đó con chim bố nó bay lại nó giữ con đó, nó kêu tập tập đó. Đó bông rất nhiều luôn đó. Anh em thích chè lửa hai chim cặp cu Thái lúc nãy ảnh bán á, hay là cặp cu con của con Văn Rồng á. Ấy ý xin lỗi. À, cặp gáy gáy của con Liên Cườm á. Gã là ba cặp á, anh em thích thì gã ba cặp đó nha. Tụi mình xin kết thúc video tại đây. Bây giờ mình sẽ đi về nhà đó. Khách đang đợi ở nhà anh em thông cảm nha.